Thì hôm nay mình làm video này để mình giới thiệu cho các bạn một cái bộ môn mới mà mình vừa học được, đó là cách khắc một bức hình lên lon bia này nhé các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay quá trình mà mình khắc một mình sẽ khắc hình của cầu thủ Messi nhé các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay quá trình mình khắc hình của Messi lên lon bia này nhé các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn. Dụng cụ của mình thì chỉ có như thế này thôi nhé các bạn, chỉ có những cái đồ vật này thôi nhá. Rồi
Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I can tear away.